Tuyến cao tốc Vân Đồn, móng cái không có trạm dừng nghỉ, trạm xăng, khiến các tài xế và người dân băn khoăn lo lắng vì tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho các lái xe. Theo đó, thì ông Vũ Tuấn Anh, Phó vụ trưởng vụ kết cấu hạ tầng giao thông Bộ Giao thông Vận tải cho biết, hiện chỉ có quy hoạch của Bộ Giao thông Vận tải về trạm dừng nghỉ trên quốc lộ, không có quy hoạch trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc. Theo ông Tuấn Anh, các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ có thể vì lý do khách quan chủ đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ có độ trễ so với thời điểm đưa tuyến đường vào khai thác. Theo nghị định số 32/2014 của Chính phủ về quản lý khai thác đường cao tốc thì trạm dừng nghỉ trên đường là bộ phận công trình của đường cao tốc. Vì vậy cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng đường cao tốc phải có trách nhiệm quyết định đầu tư trạm dừng nghỉ. Phó vụ trưởng vụ kết cấu hạ tầng giao thông cũng thông tin thêm, tiếp theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 2030, tầm nhìn năm 2050 vừa được chính phủ phê duyệt sẽ có quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông. Hiện Bộ Giao thông Vận tải đang xây dựng quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông sẽ có nội dung về trạm dừng nghỉ.